dành cho các bạn mới bắt đầu ở úc hoặc là các bạn bắt đầu cuộc sống ở úc trong cái giai đoạn 2 năm trước khi mà bạn có thường trú ấy, thì bạn được rất là nhiều cái ưu tiên của chính phủ ưu tiên về đóng thuế trước bạ, ưu tiên về mua nhà đầu tiên rất là nhiều ưu tiên nên do đó cái căn nhà đầu tiên là nó rất là quan trọng người ta nói là đầu xuôi đuôi lõ các bạn cái gì mà đầu tiên là tốt rồi tự nhiên mấy cái căn số 2, số 3, số 4, số 5, số 10 nó rất là dễ nhưng mà tốt nhất là bạn nên làm cái nghề gì mà bạn có thể ship nó đi vào cái afternoon ship được Tại vì mình muốn các bạn á, là day ship á, là các bạn phải đi học một cái nghề đó mà bạn sau này bạn có thể phát triển mà bạn thích. Bạn làm nghề mà cái nghề đó nó liên quan tới bất động sản được thì tốt. Liên quan tới bất động sản sao? Nghĩa là bạn làm nghề thợ sơn, bạn làm nghề thợ hàng, làm handyman, hoặc là bạn làm landscape. hoặc Đó thì để bạn làm gì? Bạn có mối quan hệ với những người building. Sau này họ có những cái điều tốt họ sẽ đưa cho bạn là nên đi kiếm một cái việc gì làm full time mà làm full time mà trong uh, hoặc là là casual mà full time á, là làm trong afternoon shift có nghĩa là bạn làm từ 4 giờ cho tới 12 giờ đó hoặc là 3 giờ tới 11 giờ để làm gì để bạn duy trì cái cuộc sống của gia đình các bạn cho nó ổn định ha rồi sau đó ban ngày á thì bạn sẽ đi học thêm ví dụ bạn có thể đi làm thêm cho một cái người nào đó uh, đi làm thêm về cleaning đi làm thêm về landscape hoặc là bạn nào có cái nghề gì đó làm finance hay là bạn có nghề kế toán gì đó thì bạn cứ đi làm thêm một cái job nữa đó thì tất nhiên là phải làm hai job mà trong hai job đó, là một job là phải cố định và một job còn lại là bạn có thể là phát triển nghề nghiệp về tương lai sau cho cho các bạn đó là điều tuyệt vời ha sau một thời gian bạn có thể đi lấy job bạn biết giá cả rồi bạn quen với những anh chị em khác rồi bạn đi lấy job vài lần rồi bạn giao cho họ làm coi như bạn không có lời cũng được đó trong vòng một năm đó hoặc là hai năm đó bạn đi kiếm mối quan hệ cho mình để bạn biết giá cả hết tất cả mọi dịch vụ để sau này bạn có làm mua bất động sản bạn sửa lại bạn cho thuê cũng tốt mua sửa rồi bán cũng tốt ai làm việc có tâm là bạn biết trong vòng 2 năm nó không biết đó. người này chơi với người này rồi làm vài tháng cho người này làm vài tháng cho người kia là bạn hiểu hết rồi rồi bạn biết sau khi mà bạn thấy bạn đi làm trong một cái, cái nghề xây dựng á nó lại nó thấy nó tốt quá nó nó thay thế được cái nguồn yên công của các bạn nó thay thế được rồi nó làm gấp đôi rồi, rồi bạn có thể đi lấy thêm việc một cây okay, sống nghĩ cái việc full time liền đó cây sồi đó liền rồi sau đó mình chuyển qua nên hai năm đầu là rất là quan trọng cho các bạn để làm gì để các bạn phải tiết kiệm bằng mọi cách rồi cái này bạn phải kết hợp thêm với việc thuê cho thuê nữa nha tại sao bạn phải kết hợp thuê, thuê cho thuê là sao ví dụ như bạn không muốn nhức đầu thì bạn có thể kết hợp là bạn ở một phòng mà cho hai phòng hay ba phòng còn lại cho người ta thuê để làm gì để bạn không có tốn tiền ăn ở sinh hoạt phí của các bạn là tiền nhà bạn thuê nữa chứ bà bạn đi ở thuê của người khác là bạn mỗi tháng bạn phải tốn năm sáu trăm nữa đó là nhức đầu của bạn nữa nó thấy không tối đa trong hai trăm này phải thắt lưng buộc bụng làm sao để cho nó lòi ra một trăm ngàn hoặc là hai trăm ngàn cho mình nếu không có cái số tiền này tại là cái số tiền này á nó sẽ xảy ra được hai điều tại sao mình nói số tiền một trăm ngàn cho tới hai trăm ngàn nó có hai điều xảy ra điều thứ nhất nó chứng minh được năng lực của các bạn có thể làm được tới số tiền này và lúc mà bạn đã kiếm được tới cái số tiền một trăm ngàn rồi cái khả năng giữ tiền nó rất là quan trọng các bạn làm ra tiền mình có thể hướng dẫn các bạn nhưng mà cái khả năng và cái dũng cảm và cái nghị lực để bạn giữ được 100 trăm ngàn mà bạn không đi 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 shopping không đi xài cái số tiền đó là một cái nghị lực rất là to lớn các bạn nhiều khi mình có 100 trăm ngàn đẩy vô luôn uh, crypto cho nó banh sát cũng có nữa nếu bạn không có kiến thức về crypto và chứng minh thêm cho mình biết một điều nữa là bạn có mục đích mục tiêu sống rõ ràng cụ thể giới thiệu chóp cho người này giới thiệu chóp cho người kia thì bạn cũng có thêm cái commission nữa mà ngày xưa mình đi làm cũng mấy cái mấy tháng là mình đã giới thiệu chóp cho mấy anh chị em rồi đi tới nhà của người ta ví dụ mình làm garden đi tới nhà người ta thấy hàng rào cũ quá mình nói sơn không rồi kêu ông sơn tới ông sơn báo giá đi rồi nói anh ơi báo giá xong rồi anh làm sao báo giá tốt cho người ta rồi em uh, lấy 10 phần trăm ok rồi cứ để cho người ta báo giá rồi cứ cứ chốt nào cũng giới thiệu à thấy nhà người ta cũ quá sơn bên ngoài chút xíu rồi sơn sơn hàng rào sơn rồi xong rồi nói bên này chị có cần người cleaning ông gọi người cleaning tới rồi xong rồi ở trong nhà cần sửa gì sửa nhà ông renovay kêu ông thợ sửa tới đó ổng làm rồi xong rồi bạn đi học thứ nhất bạn giới thiệu vậy á nó có cái điều rất là hay là bạn được đi học của ông đó nữa à em giới thiệu chốt cho anh là anh cho em đi học nghề với là tất chắc chắn ổng cho học nghề liền đó rồi bạn ráng cố gắng học 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 bạn phụ ổng phụ ổng hồi ổng cũng trả tiền cho bạn à đó cái điều rất tuyệt vời ha mọi người lưu ý cái điều này trong cái giai đoạn mà bạn làm như vậy á, thì có thời gian nào rảnh á, là bạn phải học kiến thức bất động sản vô nạp vô kiến thức bất động sản nạp vô kiến thức rồi bắt đầu đi tìm hiểu khu vực này khu vực kia bạn chọn cho mình một cái khu vực để bạn bắt đầu đầu tư ha vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.